cách đây 3 tuần rồi, nhưng mà cả 3 tuần vừa rồi liên tục, nhất là mưa vào mỗi weekend thì mình không đi được. Mình mà ngày thường thì nhiều khi nó không có mưa nhưng mà lại đi làm. Thì hôm nay là thời tiết rất là đẹp, mình sẽ đi lên Chinatown Phố Tàu. Xin chào mọi người. Hôm nay Max Trang đang ở khu Chinatown Vancouver, tức là khu phố tàu, giống như là khu phố quận 5 mình ở Vancouver vậy. Mình sẽ đi một vòng để giới thiệu cho mọi người. Đây là trung tâm của phố tàu. Thank you.
dọc con đường Bender ở khu phố tàu đó. Xem trong nó có giống như